đi cưng. Anh lấy cái muỗng anh xúc giùm em muỗng chứ anh mệt mỏi quá. Thôi mà, lớn rồi, phải tập ăn đi. Đồ ăn rất ngon, rất xuất sắc. Đó, có thịt, có cá. Đó, đâu phải ai mà em nghĩ rồi. Một hộp cơm như vậy mà ba món ăn. Biết rồi. Em nhìn thấy hấp dẫn không? Thấy ngon không? Anh ơi, anh có thể lấy cái này anh xay thành thanh sinh tố đập đá đường sữa tôi muốn. Nếu anh làm được anh muốn làm cho em ăn. Bây giờ ngán quá, lúc đầu sao ăn ngon quá, sao càng ngày càng ngán vậy? Cũng y chang vậy, có gì đâu thay đổi. Thì đó, cái quan trọng là cũng y chang vậy đó. Nhưng mà tại sao ngay từ lúc đầu tụi em vẫn thấy ngon? Là tại vì mới ăn một lần, hai lần đầu. Còn bây giờ cái này là ăn 3 ngày rồi. 3 ngày mà mỗi ngày ăn sáng trưa chiều là 9 buổi ăn cái này rồi. Bây giờ anh hỏi tụi em nè, có chỗ nào mà ngon bổ rẻ không? Mà như anh không? Em biết. Em hiểu không? Em biết, nhưng mà anh phải đổi món chứ. Đổi món cái gì? Tụi em cần món ngon, món rẻ. Tụi em biết đi chợ không? Đi chợ chỗ nào, ví dụ như là mình muốn mà mua một số lượng lớn á. Khi mà mua số lượng lớn rồi, mình đem về. Mình đem về thì nó phải nhiều. Mình kia phải nhiều thì mình phải ăn trong vòng 1 tháng, 2 tháng. Còn trong khi tụi em lại nhiều mới ăn có 3 ngày mà tụi em đã chê rồi. Cực khổ lắm, buôn bán như tụi anh cực khổ lắm. Ăn đi nha. Sao xếp lại hết trơn. Thơm, thơm quá. Ôi, tại sao có thể ngon mà thơm như vậy được. Đúng là cái mùi. Trời. Đồ nhật, đồ nhật, trời ơi. Cái mùi có mùi Hàn Quốc, có mùi Hàn Quốc nữa. Cái gì nè, cái gì nè, tteokbokki nè, tteokbokki nè. Sushi, sushi. Tteokbokki chị nè. Tteokbokki, em thích tteokbokki. Em biết, em cho tteokbokki một cục thôi, một cục bánh gạo thôi. Nè nè nè, tôi nói cho mọi người biết nghe. Đồ ăn của mọi người, kệ ăn đi, tại sao vậy? Đồ của người ta mua, người ta ăn, tại sao mình lại... Xin chưa, xin phép chưa? Xin nè, em xin chị Năm một, em xin chị Năm. Không, của ai nấy ăn. Trời ơi, ngán quá à. Năm. Nói nghe nè, nói nghe nè. Ủa sao mấy đứa lúc trước nói bên đây ăn ngon lắm mà mấy đứa không có đăng ký bên Năm, biết không? Năm là lúc nào cũng nghĩ là khách hàng là thượng đế, mỗi ngày mình phải đổi món đúng không? Ví dụ 7 ngày là 7 món của 7 nước nghe. 7 nước luôn. Wow. Việt Nam mình có nói Hàn, Trung nè. Ôi. Có châu Âu nè, châu Á nè, châu Phi nè. Ôi, châu Mỹ luôn. Châu món châu Phi luôn. Bắp bò hóc. Bắp bò hóc. Ngon nè. Năm, ê đăng ký. Đăng ký không? Không được, nhưng mà giờ mình còn nửa tháng bên Vũ mà. Vậy sao ta? Bỏ đi qua đây tôi giảm giá cho, không đâu có lỗ đâu, hiểu không? Nè, không có chơi dành khách kiểu đó nha, chị Năm Mặn nha. Nè, dành khách kiểu đó hơi kỳ nha, chị Năm Mặn. Nè, nhưng mà cái chiêu này là của ai? Của ai dành khách trước thì bây giờ tôi cũng lấy cái chiêu cũ của mấy người thôi. Sao bây giờ ý mấy đứa sao? Cho tụi em họp nhóm. Dạ dạ, họp nhóm hỏi ý cái. Hay ha. Nhớ nghe, chị Năm giảm 5% nghe mấy cưng. Giảm 5%. Nghe nè. Bây giờ không phải mỗi một ngày anh đổi món, mà mỗi một tiếng anh đổi món một lần. 12 tiếng là 12 món. Nếu tụi em thức trọn vẹn 24 tiếng là anh có 24 món, 24 kiểu khác nhau. Và anh giảm 10%. What? Hả? Để coi, để coi ai hơn ai nha gái nha. Chúng mất coi. Ôi, những khuôn mặt buồn rầu, lo lắng. Ô, không được vui vẻ nè. Tôi biết hết rồi. Sao? Các món ăn của Vũ là không ngon đúng không? Khổ lắm Năm ơi. Đó, chị biết mà. Thì bây giờ hai mấy đứa có sự lựa chọn rồi đó. Qua bếp của Năm Mặn, ok. Thì... Hiểu không? Nói mà không ngon đúng không? Thì... Đó. Thì ông nói đi, đó. Ông thì... Nói đi có gì mà ái ngại, cứ nói thẳng đi. Ngại đó. Lắm, không có nói được, nó cái ngại. Cái gì đâu kìa, bà Hằng lanh mồm lanh miệng, nói đi. Nói đi mấy đứa có gì ái ngại. Đồ ăn của bên Vũ không ngon thì qua bên đây đăng ký thôi. Không có đâu. Chị sẵn sàng. Của anh Vũ ngon. Cái gì? Bậy. Rất là ngon. Trời ơi, Năm ơi, giờ ông Vũ ông nấu không biết ông học cái đường nào, ông tìm ở đâu ra cái phương cách mà ông nấu món nào cũng ngon hết. Năm trời ơi, nhức nách.
ăn mấy xong đứa... cái muốn nấu tiếng nước ngoài luôn. Mấy đứa nói sao tôi tức lắm, tại vì chị biết Vũ mà, thí dụ cho nó nấu ngon là những cái món ăn như trong gia đình, nhưng mấy bà nội trợ nấu thì ok, còn cái món nước ngoài, món Tây. Tuyệt vời. Ban đầu tụi em cũng nghĩ như Năm bây giờ khám phá ra rồi, rất đổi tuyệt vời luôn Năm. Thì nó mới khó xử, khó xử nấu với Năm á. Với lại cũng, nhưng mà nói với Năm tiếng đi, có gì mượn cái bếp nè. Thì anh Vũ có nấu đồ đó thì tụi em dẫn ra đây bài bữa ăn uống ở đây, cũng mượn cái bàn của Năm. Rồi này nọ kia, nhiều khi mà lo công việc quá không có rửa chén bát được thì Năm đây Năm rửa giùm. Coi như là cho Năm được quyền hỗ trợ tụi em cái phần rửa dạ. chén. Ăn uống là làm sao mà thằng Vũ nó biết nấu ngon như vậy mà cái món Tây chứ. Làm sao cũng được hả Năm? Một cái Vũ này ra tay thì bất cứ món gì trên thế giới Vũ cũng làm được Năm nha. Tôi không tin. Đợi đó. Được, để coi ai thắng ai. Trời, ủa chị? Cái gì? Chị Nam, chị làm cái gì? Chị dằn chén sáng mắm vậy? Ơ, dằn mâm sáng chén vậy? Tôi có dám dằn mâm sáng chén ai đâu. Tôi dằn cái cây lau nhà à. Tại vì giờ tới giờ nghỉ trưa rồi. Tôi nói cho mày biết là tới giờ là nghỉ ngơi đó, nghe nghỉ trưa đó, nghe cây lau nhà. Ủa, thường thường tới giờ là gõ mỏ, gõ chuông rồi dữ dội lắm. Mà sau nay chị Nam mất tiêu cái vụ đó rồi ta. Em bởi vậy, em không có biết gì hết. Hồi xưa người ta làm cái chuyện đó là bởi vì sao? Người ta có quyền lợi, người ta mới làm. Còn bây giờ quyền lợi người ta không còn thì tội gì người ta làm. Nè, tôi nói cho mọi người nghe, công ty mướn tôi tới đây là để lao công ha, quét dọn, lao chùi, chứ phải lỡ không để mà kêu tới mấy người nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Thôi ha, chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Cảm ơn chị nhiều. Ê anh Vũ. Ừ. Chị Năm nhá, em mới nhớ trưa nay mình ăn gì vậy? Có cơm liền, trời ơi, anh là cơm nước đúng giờ. Đúng rồi, lẹ đi anh, đói quá. Ăn đi mấy đứa. Món gì anh? Canh bí với cá chiên. Cái gì? Hả? Ờ. Sao vậy? Thôi anh. Làm gì tụi em? Nữa dạ, cái món canh bí cá chiên là ăn mấy ngày mà. Ăn mấy ngày gì, ăn đi, mình phải tạo cái nếp quen thuộc cho mình, hiểu không? Nghe ăn dữ lắm. Dạ. Ngày mai anh đổi món cho. Món gì? Món gì vậy? Canh chiên với lại cá bí. Lạ lẫm quá vậy, rồi ngày mốt ăn gì? Thì ngày mốt mình ăn với lại canh cá, lại bí chiên. Trời, nó hả? Hoài vậy? Thì thôi, thì không thôi, thì tụi em ăn cá bí lại canh chiên. Trời ơi, có nhiêu thì em nhức đầu quá, thì bây giờ gì đi nè. Tại hai món đó nó rẻ, là ăn nó hợp túi tiền tụi em. Bây giờ, coi như anh cho tụi em ốp một ngày đi, tụi em tự order, ăn tự do một bữa đi. Nhưng mà tiền không phải trả nha, tại vì phải chợ. Ê, ê, ê. Ủa, bé ơi, bé thạch sùng. Thằng Lan, con nghe mùi thơm con. Có gì vậy, gì thơm? Thơm quá, thơm quá. Ê, mùi làm như quen lắm nè, mùi thơm nè. Em biết gì nào. Ôi, làm cái gì vậy? Mấy đứa. Mấy hét. Ê, cái mùi ơi, hành vi. Hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu Nam Giang. Thơm quá trời. Ủa nè, mấy đứa là cái gì mà thèm thuồng vậy? Mấy đứa giờ cơm, để thấy có người đem cơm vô rồi mà. Nhưng mà lâu lắm rồi tụi em chưa được ăn những món này. Vậy hả? Vậy mấy đứa muốn ăn cái này đúng không? Dạ, đúng rồi. Muốn ăn thì tự đi mua ăn ha. Còn này chị mua, chị ăn, xe ra đi. Chúc mọi người ăn cái bữa cơm ngán ngẩm nha. Trời ơi, hủ tiếu Nam Giang nó thơm quá. Ôi, mùi tỏi phi, nó thơm quá trời ơi. Vô, 35 ngàn đi, 35 ngàn kèm một ly nước đi. 35 ngàn tặng thêm cái thằng lãnh đi. 30 ngàn đi, 30 ngàn. 25 ngàn đi. 20 ngàn cái gì? Cái gì vậy? Cái gì mà hai người với công ty mà làm rần rần ồn quá nè.